Ra đời ở Nhật Bản và cho tới nay thì karaoke đã trở thành một hoạt động giải trí được đón nhận ở hầu hết các nền văn hóa trên thế giới. Và trong thời gian gần đây, quê hương của hoạt động giải trí này đã có những thay đổi, giúp việc hát karaoke trở nên thú vị hơn. Và vào ngày thứ Bảy như ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ đến với thủ đô Tokyo để xem và thư giãn cùng với người dân xứ mặt trời mọc những ngày này hát karaoke theo phong cách như thế nào. Đây là phòng hát karaoke ở thành phố Dome của thủ đô Tokyo, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 8 tới. Được biết, phòng hát karaoke này vốn là một chỗ ngồi trên chiếc đu quay có đường kính tới 60 mét ở khu phức hợp giải trí Bondiowatt suốt hơn một thập kỷ qua. Giờ đây, sự tồn tại của đu quay khổng lồ không còn khiến du khách mặn mà như trước. Bởi thế, nó đã được sửa đổi thành những phòng hát karaoke lơ lửng giữa trời. Trải nghiệm mới này khiến cặp du khách được mời thử nghiệm hết sức phấn khích. Thật tuyệt vời, đây là lần đầu tiên chúng tôi được hát karaoke giữa trời. Vừa hát vừa được ngắm cảnh đẹp xung quanh khiến chúng tôi cực kỳ thích thú. Tôi tin du khách sẽ hài lòng với dịch vụ này. Ý tưởng hát karaoke giữa trời là ý tưởng chung của công ty karaoke Joy Sound có trụ sở ở Tokyo và công ty quản lý khu phức hợp giải trí Bondiowatt. Hai công ty trên cho biết, tới nay 40 phòng hát karaoke lơ lửng giữa trời như thế này đã sẵn sàng phục vụ du khách. Giá cho mỗi 15 phút hát ở đây là 820 yên, tức khoảng 7,3 đô la Mỹ.